10 tháng 8 nha bà con nha. Khối 49 chuẩn bị đi đây. Hiện tại bây giờ nó cũng đưa ra là gần 12 giờ rồi. Giờ con 49 này đi cho khách hàng để tự lắp đây. Con này dùng 3 pha quật thì thôi rồi lượm ơi. Hàng cuối gang. Bully 220. Dây đôi nhá, 220 dây đôi nhá. Đây là cái bên trong của nó, cái bên trong của nó khá là rộng. Cả bàn tay của mình đây. Con này thì về lắp thêm cái motor tối thiểu lắp 1,5 kg là ngon. Số 49 nhá, đây là số 49 này. Chuẩn bị shipper giao hàng cho khách hàng gửi về Hà Nam nhá. Anh chị em nào mà cần mua con khủng khiếp như thế này, thứ nhất yêu cầu điện đóm 3 pha, thứ hai tối thiểu phải giật cho em được con motor 5,5 kg 3 pha, và thứ ba nữa là về tự thiết kế nốt số còn lại, khung bệ như thế nào tùy anh chị thôi, rồi dây cura buli các thứ thập cẩm, cái này là về mình tự chế nốt nhá. Hàng em đang gửi đi đây. Cảm ơn anh khách ở bên Hà Nam nhá, cảm ơn chị Hòa. Mua về xay ngon lành nghe, con này nó quật thì sướng lắm này. Rồi em cho hàng đi đây.